Tới đây thì ba lĩnh vực an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được khảo sát lấy ý kiến nhằm đo mức độ hài lòng của người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đây là thông tin được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố. Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ của các cơ quan hành chính ở lĩnh vực về an toàn thực phẩm, gồm cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức cá nhân, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy có 3 thủ tục, gồm cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ, phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở, cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe có 1 thủ tục về đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp.